tức là 2,5 tiếng thì có một chuyến. Và ngược lại cũng thế anh. Không, ngược lại không có. À. Đi về hôm nào mình bảo bọn đấy nó gọi cho mà nó biết giờ. Thì với cô tàu chứ không phải người ta tàu người ta không đi qua đấy. Vâng. Thế còn nếu như điểm chính là đi thủy điện Thác Bà lên đảo Xanh, đảo Paradise là đảo Thiên Đường đấy. À. Một tour như thế mà tàu chỉ 48 ghế. Vâng. Điều hòa. Vâng. Karaoke, máy bấm đềm, máy bẻ. À bây giờ có cả điều hòa rồi à? Có cả điều hòa. Ồ. Thế thì xịn khác gì ở Hạ Long đâu? Có bao lâu chứ chị? Các chị làm lâu rồi, 10 năm nay rồi. Thế á? Ừ. À. Đấy, điều hòa karaoke cả một tour như thế là 4 triệu. Mình có phục vụ ăn trên tàu luôn. Có ăn trên tàu luôn. À. 200 nghìn một suất ăn. À. Theo thực đơn mình chọn. 200 à? Ừ, 200 nghìn một suất. Mặn phết đi chứ. Hả? Cao phết được kém gì Hạ Long đâu. Bọn em là đi du lịch cả hay là đi về quê hả? À quê em ở đây à? À. Thế mỗi lần về em lại phải đi tàu như này á? Bọn em thích đi tàu này đỡ say xe cho anh. Thế nếu không đi tàu này thì phải đi cách gì để về? Xe khách ạ. À? Xe khách. Nhà em ở đâu? Nhà em ở Xuân Long cơ anh. Cuối huyện Yên Bình ạ. À, tức là em có thể đi tàu đường thủy hoặc là đi đường xe khách cũng được. Vâng. Nếu đi ô tô thì hết tiền cước xe là bao nhiêu em? Lâu rồi em chẳng đi, với cả đi em toàn không mất tiền, em cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa. Ờ, à, vẫn sẵn sàng mất 60 nghìn để đi tàu này. Cũng bằng hoặc là hơn đi tàu anh ạ. À. Vâng. Bằng hoặc hơn hả? Hơn vâng. Là cái chắc hơn. Ô tô đơn vị. Đâu lắm rồi cháu đi, cháu không mất tiền ấy, cháu không biết là bao nhiêu tiền. Ô tô từ đây lên đấy. Nếu để so sánh thì hồ thủy điện Thác Bà sẽ không thể so sánh được với hồ thủy điện Na Hang của Tuyên Quang. Nhưng Thác Bà lại có một cái lợi thế rất lớn về mặt địa lý với những chuyến đi ngắn ngày. Từ Hà Nội chúng ta cũng chỉ mất gần 3 giờ lái xe theo hướng cao tốc Hà Nội Lào Cai. Còn nếu từ Việt Trì thì sẽ gần hơn, cũng chỉ mất chừng 1 giờ 20 cho đến 1 giờ 30 phút là đã có thể ăn cơm trưa tại Thác Bà ngon lành. Có nghĩa là nếu quỹ thời gian không có nhiều, chúng ta vẫn có thể thiết lập những chuyến đi ra ngoại trong ngày hoặc là rộng rãi hơn thì 2 ngày 1 đêm. Đây cũng chính là khoảng cách hợp lý để những nhãn hàng, những hội nhóm có thể lập team tạo những chuyến đi chuyên động lực cực kỳ hợp lý. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng phác họa đôi chút về hồ thủy điện Thác Bà như sau. Hồ nằm trên địa bàn hai huyện Yên Bình và huyện Lục Yên. Lục Yên chính là thủ đô của đá quý Yên Bái. Hồ Thác Bà có diện tích rộng tới hơn 20.000 ha mặt nước, tức là tương đương với 234 km2. Và chúng ta vẫn thường hay so sánh Thác Bà cũng như là một Hạ Long trên cạn. Vậy thì tại sao chúng ta lại có cái so sánh này? Câu chuyện như thế này. Giữa Thác Bà và Hạ Long thì đều có một điểm chung là đều có nhiều đảo nhỏ. Nếu như ở Hạ Long có 1.133 đảo đá vôi thì Thác Bà lại có tới 1.300 đảo. Và chuyện kể rằng vào năm 1971 khi người ta ngăn sông đắp đập làm nghẽn dòng sông chảy để tạo ra hồ Thác Bà này thì cả một vùng rộng lớn hơn 2.000 ha này vẫn còn là những bản làng, những ruộng đồng mà người đồng bào nơi đây vẫn sinh sống và canh tác. Tất nhiên khi xây dựng hồ thủy điện này thì chính quyền địa phương người ta cũng đã di chuyển nhân dân đến một cái nơi tái định cư khác. Chính vì vậy mà bây giờ khi lặn xuống đáy hồ, người ta vẫn tìm thấy nhiều di tích là đền thờ miếu mạo như một thủy cung vừa kỳ bí lại vừa linh thiêng. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm một đảo nhỏ như thế, đảo có tên là Paradise Island Thác Bà. Anh ơi, em lên xem phòng room trước nhé. Ok. Room như em vừa trao đổi là một phòng là nghỉ được 10 người đúng không? Đấy, phòng đấy nhà em thì một cái nhà sàn này mà em chia thành 5 phòng. À. Mỗi cái phòng đấy thì ngủ được 10 người. Ừ. Vâng, sức chứa tối đa là 10 người. Ừ. Mình hoạt động được lâu chưa em? Em hoạt động này đúng năm Covid luôn. À. Không có trả tiền nha. Coi như đây. Cơ bản là mới. Vâng. Đây phòng đây ạ. Vâng. Anh người nhà em thì bây giờ đang cho các bạn làm lại. À. Đây khi nào có khách mình sẽ trải cái đệm này xuống đúng không? Đúng rồi ạ. Phòng view đẹp nhỉ? Vâng. Phòng nào cũng view như này à? Phòng nào bọn em cũng như này. Dạng phòng nhà em giống nhau. Ừ. Đi phòng cộng đồng nhưng bọn em cũng có điều đủ các điều hòa trang thiết bị hết. Điều hòa à, điều hòa chung luôn cho cả cái nhà này hả? Mỗi cái gian này là bọn em có một cái điều hòa riêng. Ờ thế nhưng mà anh thấy chỗ này nó hở lên làm sao điều hòa? Nhưng mà để mà chạy cả một cái nhà sàn này thì bọn em bật tất. À à à. Phải đồng cả hệ thống điều hòa lên. Ok, ok anh hiểu rồi. Ủa bật hết lên thì tốn kém nhỉ? À, để tất nhiên. Ừ. Ở ngoài đảo này thì có một cái công tác là về vấn đề về điện thì thực sự là gian nan. Ừ. Nhưng bọn em cũng đang đủ những cái tiêu chí như điện. Điện đây là mình kéo điện lưới hả? Bọn em dùng cả năng lượng mặt trời, cả điện lưới. À, và cả nguồn máy phát. À, có cả bể bơi à? Bên này là, trên này là bể bơi anh ạ. Ờ, bể sâu không em? Bể này từ 80 đến 1m6. À, à, đi. Đây em ơi. Ờ. Những cái bàn này để làm gì? Cái bàn này là bàn nhiều khi là có những
người ta thích ăn ở trong phòng. À. Thì bọn em sẽ cho cái bàn này vào. À. Có những người già người ta không đi lại được ấy. À. Người ta ngại đi xuống cầu thang thì bọn em sẽ có những cái bàn dạng ngồi kiểu như bàn Nhật ấy. Ừ. Ăn ở trong phòng như này. Ừ. Cảm giác như đang ở biển ấy nhỉ? Dạ vâng. Mùa này thì bọn em ít hoa nhưng vào chính hè thì bọn em nhiều hoa lắm. Ừ. Mùa này thì cũng có tương đối nhiều hoa. À, tức là vào hè thì mới nhiều hoa. Vâng. Đấy là cộng đồng. Vâng. Tổng cái cộng đồng này mình nghỉ được bao nhiêu người? Một cái nhà sàn cộng đồng này bọn em ngủ được 50 người. 50 người. Vâng. À, thế còn khu nhà vệ sinh cho khu cộng đồng này? Vệ sinh đây anh, đây. Có 50 nhà vệ sinh bên cái nhà vệ sinh quan trọng lắm em. Dạ. Đây là cái hệ thống vệ sinh dành cho cái nhà cộng đồng này. Vâng. À. Ok ok. Ngoài ra mình còn bungalow đúng không em? Bungalow, mình đi đường lối bên này quá. Đi. Tổng tất cả ở đây em, cả bungalow, cả cộng đồng mình chứa được cùng lúc bao nhiêu người? Khoảng tầm 80 người nhỉ? 80 người. Thế cũng vừa nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ? Cũng là một đoàn đông người. Ừ. Như ví dụ đoàn sắp tới của anh 100 người là cũng không ổn à? Thì có thể là ngủ thêm bên khu camping bên em. À, mình còn có cả camping nhỉ? Vâng, tí mình thăm luôn cả camping nhá. Ok. À, công nhận không gian ở đây thích thật đấy. Vâng. Hoang sơ mà. Ừ. Giữa thiên nhiên hoang sơ. Ừ. Em đến đây làm việc được bao lâu rồi? Em yêu cái hồ Thác Bà lắm. Em ở trên hồ này 10 năm rồi. Ồ, 10 năm rồi cơ. Hả? À. Em yêu cái hồ này, ở đây được cái thiên nhiên ban tặng là nguồn nước và không khí. Ừ. Vâng. Còn đây là căn bungalow. Ờ. À. Mình vào thăm lại luôn nhá. Này đúng không em? Thế thôi không cần rồi. Đây là bungalow bên em. Ừ. Còn có cả cái phòng 2 đến 4 người anh ạ. Đây là đây bên trong này là nhà vệ sinh. Còn bên này là còn có cái gì đấy? Bên này là nhà thay đồ. À. Vâng. bên trong này là nhà vệ sinh với cả là À có cả bồn tắm à? Bồn tắm. À. Ổn đấy nhờ. Vâng. Không gian này quá ổn đấy. Dạ. Giường này là mét mấy em, mét 6 à? Cái giường này nhà em là mét 6 2 mét à? 1m8 2m. À, mét 8 2m. Vâng. Phòng nào có view hồ như này? Phòng nào có ạ? Ồ, hay quá. Có mấy căn như này em? Có 6 căn như này anh ạ. À. Vâng. 6 căn ở mỗi căn nghỉ được 2 người thôi chứ? 2 người bọn em có extra bed hả? Vâng. À. Extra bed nữa thì được 4 người. Trong phòng trong tuần ấy, trong tuần thì giá công bố là bao nhiêu em? Giá bọn em là 1.150.000. Đấy là giá khách lẻ đấy. Vâng. Bọn em trước đây thì một giá. Ừ. Vâng. Ừ. Không có giá lữ hành luôn á? Lữ hành thì bọn em sẽ trích phần trăm cho lữ hành riêng. Ừ. Đây mình có xe đạp cho khách thuê không? Không anh ạ. Không gian thôi. Ở thời gian nó không rộng lắm nhỉ? Vâng. Với cả giá đạp phải cho người ta đi tắm ngắm nghía thăm thú. Ừ. Hoa này là hoa tường vi à? Vâng. Tường vi này, hoa hồng này. Thế còn những cái khu bên kia là của nhà em hay của nhà ai? Bên kia là của hàng xóm ấy ạ. À, thế còn khu camping kia đúng không? Đây, khu camping. Là của nhà mình hả? Vâng. Mình đang di chuyển sang đấy đúng không em? Vâng. À. Anh có muốn sang đấy không? Có. Chịu khó tí. Ok anh. Ừ. Tổng bên đấy là nghỉ được bao nhiêu người? Ở bên đấy bọn em ngủ được khoảng tầm 60 người. À, cũng đông đấy chứ nhỉ? Vâng. Ờ em ơi, nhưng mà bên đấy thì mùa đông thì mùa hè thì thời tiết nó nắng nóng như này thì có điều hòa không? Mọi người thường người lại ít ngủ lều anh ạ. À. Thế đấy chủ yếu mùa đông nhỉ? Đấy, bước sang hơi vất vả đấy. Có sang được không? Hay thôi? Hay cứ sang? Anh bước được sang không? Khó phết đấy nhỉ? Dạ. Ướt đấy. Ướt. Thôi nhá. Vâng. Thôi. Ở trong kia thì nó cũng là giường đệm, nó chỉ khác là nó dùng bằng bạt, nhà bạt đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Nó cũng giống như dạng phòng cộng đồng. Ừ. Nhưng mà ở bên đấy ngủ lều thì dành cho mùa thu và mùa đông. Ừ. Còn mùa hè thì hơi bị nóng. Ừ. Như vậy là mình đã trải qua được ba cái không gian nghỉ rồi. Vâng. Cộng đồng này, bungalow này, camping này. Giờ thì nhà hàng. Đây, mình lại đi luôn em về. À, đi vòng tròn hả? Vâng. Ok, là hoa mua à? Đây là cây sim thái anh ạ. À. Sim thái như anh nhớ suối Giàng Yên Bái là cũng nhiều cái này lắm đấy. Mình đi nhảy lên bể. Cái quả sim của nó thì có không, cái này nó chỉ có hoa thôi. Ờ. Vâng, đây là cây hoa. Ờ. Chứ không có quả như là sim rừng của mình bình thường ấy. Đúng rồi vâng. Nhưng nó ra hoa vào thời điểm nào em?
Cái này gần như có hoa quanh năm anh ạ. À, ố thế hay nhỉ? Vâng. Hoa tím. Bể bơi. Vâng, đây không phải bơi. Thật ra nhá, nếu mà nói bên em là homestay thì anh thấy là nó lại không, nó chưa xứng đáng với những cái gì bên em có. Vâng. Nó phải là khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Hay resort thì cũng được. Em, sao nước nó cứ xanh xanh này em? Đáy hồ của em và đáy bể của em nó xanh vậy. À. Nước là mình khoan à? Vâng. À đấy. Nước ngọt là mình cũng đào giếng như là ở dưới xuôi. Vâng, đây mình khoan vậy. À. Bể bơi này là miễn phí. Vâng. Tức là nằm trong giá phòng rồi. Vâng. À đây gì? Cái nhà cộng đồng mà nãy đi gì? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ờ. Thế vợ con em thì ở Phú Thọ hay là ở đấy? Vợ con em thì trên này. À. Đúng rồi, gia đình vợ chồng phải ở một nơi. Vâng. Thế khi mà đón khách sang đây thì là chưa bao gồm cái tiền di chuyển tàu như ban nãy anh đi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À. Di chuyển thì nó có nhiều loại hình thức để di chuyển. Ừ. Có thể di chuyển bằng cao tốc, di chuyển bằng tàu. Ừ. Tùy số lượng người. Cao tốc thì giá như nào em? Cao tốc thì nó tùy bao nhiêu người nhá. À. À đúng rồi, nó tùy thuộc số lượng. Vâng. Kia là cao tốc nhà em luôn à? Dạ vâng. À. Còn đây là khu ăn chính của đảo anh ạ. Ừ. Ăn cùng lúc được bao nhiêu người em? Ăn của em thì sức chứa 150 người. Ừ. Cùng lúc. Thế cũng được chứ. Thế còn nếu có gala thì mình sẽ làm ở không gian kia đúng không? Vâng. Mình sẽ để backdrop ở kia. Sân khấu nếu mà khách cần thì như bạn em nói là mình sẽ thuê ở bên kia sang. Vâng. À. Vừa là không gian ăn uống vừa là cà phê. Ok, anh nghĩ là dịch vụ như vậy là ok đấy. Dạ. Anh cảm ơn nhá. Vâng, ok. Ok.